đến với kênh của Mẹ Phát Nấu Ăn. Thì hôm nay thì nhà mình có cây bưởi thì mình có vặt quả bưởi để mình nhà làm món chè bưởi nhá. Thì giờ mình bắt đầu làm. Mọi người gọt gọt vỏ đi, gọt hết cái phần vỏ xanh này đi. Mình gọt hết cái phần vỏ xanh này đi để cho nó khỏi đắng nhá. Thì mình gọt đã hết phần cái vỏ xanh rồi đây này. Giờ bắt đầu mình bổ ra này. Mình bổ ra. Mình bổ ra để mình tách mình lấy cái củi ra nhá. Người mua bưởi để làm chè bưởi thì nên mua quả bưởi nó non thì cái củi được dày hơn. Nặng phần trong đi. Đấy, mọi người nạo hết như này nhá. Sau đó là mọi người xái thành hạt nịm. Đấy, mọi người xái hạt nịm. Như này nhá. Mọi người xé hạt lựu như này. Thì đây, quả bưởi của bưởi mình đã cắt xong rồi. Thì bây giờ mình cho chút nước vào đây này. Cho chút nước đây. Cho ít mọi người nhá. Đâu mình cho muối trắng vào này. Mình cho muối trắng vào này. Có chưa nhiều một chút cũng không sao nhá. Mình cứ bóp. Mình bóp đi. Mình cứ bóp như này là tầm 10 phút này. Đấy, cứ bóp này để cho cái nước đắng là nó thôi ra hết này. Đấy, mình bóp tầm 10 phút xong bắt đầu mình quay mình xả nước mình rửa sạch sẽ. Mọi người cứ bóp như này nhá. Kỹ rồi, bây giờ bắt đầu mình xả nước mình rửa nhá. Xả nước mình rửa. Mọi người xả nước rửa là vừa rửa vừa bóp. Vừa rửa vừa bóp. Mọi người rửa nhiều nhiều nước vào. Khi nào mà thấy cái củ bưởi của mình nó trong thì là được. Người rửa nhiều nước vào nhá. Đấy, cứ rửa nhiều nước vào. Và mình cho chút đường. Cho chút đường mình đảo. Mình đảo cho khi nào nó tan đường rồi mình đi áo bột năng. Mình để chờ cho tan đường là mình đi làm đỗ nhá. Đây thì chè thì không thiếu được đỗ xanh. Thì đỗ xanh thì mình đã ngâm được 4 tiếng rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình đổ đỗ nhá. Mình có cái nồi nước đã sôi mình cho mình đổ. Mọi người đổ thì mọi người kiểm tra khi nào mà cái đỗ của mình nó vừa chín là được, cái hạt còn nguyên như mọi người dây nên là được, không nên đồ chín quá nhá, chín quá mất ngon. Đây, đường mà mình đã tan rồi, bắt đầu mình áo bột năng này. Bột năng thì mọi người cứ cho từ từ thôi, cho từ từ mọi người áo, cho từ từ thôi. Quấy xong mọi người lại cho tiếp. Đây này, củi bưởi của mình đây này, đã luộc đã thanh lại đã trong rồi. Đấy, mình sơ qua đã xong rồi, mình bóp đi rồi mình áo bột lăng. Mình sơ qua bột lăng vào. Bắt đầu mình cho một thìa bột lăng vào này. Một thìa bột lăng mình cho vào rồi mình nhậu để cho nó ngấm bột lăng vào. Mình bóp. Bóp khi nào nó bột lăng nó ngấm vào. Để cho cái củi bưởi của mình nó được giòn hơn. Đấy nhá. Đây, cái củi bưởi của mình này, này đã ngấm bột lăng rồi này. Đấy, đã ngấm căng rồi này. Thì bây giờ mình bóp sơ qua đi, sau đó là mình mới ướp đường. Đây này, củi bưởi của mình đã được rồi. Bây giờ mình bóp đi. Mọi người bóp sơ qua 30% thôi nhá. Đây là còn để lại chút nước để tí mình áo bột năng này. Để lại chút nước này.
Lóc sơ qua thì quay về phần đũa của mình thì như này là đã được rồi nhá. Cuối buổi của mình thì mình đã bóp rửa sạch sẽ này hết đắng này, giờ bắt đầu mình mới có nồi nước sôi thì mình cho vào mình luộc qua đi nhá. Thế mình luộc đã xong rồi thì bắt bếp ra để mình lại phải cho vào chậu nước để mình phải rửa lại nhá. Mình rửa lại nên là nước rửa. Nồi nước của mình đã sôi mạnh rồi và cái cuộn bưởi của mình thì đã ngấm một lăng rồi, mình cho vào mình luộc này. Luộc đi. Thì cuộn bưởi của mình nó đã trong như này là được nha các bạn. Mình vớt qua cái thau rổ đổ cả thau nước lạnh này để cho cái cuộn bưởi của mình nó được giòn hơn nào. Vớt qua sau nước lạnh. Giờ mình bắt đầu mình có thể đi nấu chè được rồi nhá. Mình không có đường cát thì mình nấu bằng đường trắng nhá. Đây này mình bắt bếp mình đun này. Khi nào nước đường nó sôi nó tan là bắt đầu là mình cho cuộn bưởi vào. Đấy, nước đường của mình đã sôi rồi. Bắt đầu mình cho cùi bưởi vào để mình nấu. Quấy mình. Mình cho đậu xanh vào này. Xanh này. Đấy, chè của mình đã sôi rồi, bắt đầu mình cho bột năng vào này. Mình cho bột năng vào này. Cho bột năng vào mọi người, cho bếp lên để mọi người quấy đi nhá. Quấy khi nào chín bột năng vào. Cho bột năng nữa, mình quấy cho nó tan ra. Ăn cái bột năng, khỏi bón bột năng. Của mình không có đường cát nên mình làm đường trắng nên nó không được vàng rồi. Chè của mình sắp thành công được. Mình để cho nó sôi kỹ đi thì cái đường của mình nó lúc khi mình ăn chè thì cái đường của mình ấy đâu rồi thì là mình không bị ướt nước nữa nhá. Nồi chè của mình đã sôi đều rồi này. Nồi chè của mình đã xong nhá. Thì giờ mình để đây là cho nó nguội bớt là mình có thể thưởng thức được. Nguội bớt để trong trên chờ nguội thì mình đi làm nước cốt dừa nhá. Đây nước cốt dừa của mình nó có 160ml cốt dừa này. Đó. Mình cho chút muối vào để cho nó đậm đà này. Chè của mình cho chút đường, cho thêm chút đường vào bếp, mình cho thêm chút bột năng vào để cho nó được dẻo cái nước cốt dừa của mình. Canh nước cốt dừa đây. Mình cho thêm chút nước bột năng vào để cho cái nước cốt dừa của mình nó được sánh hơn này. Đây là nước cốt dừa của mình đã được rồi nhá. Thì giờ mình đi thưởng thức chè thì mình mời mọi người người thưởng thức cùng mình nhá. Món chè bưởi của mình đã xong này. Đấy, đã thành công, đã xong. Nhìn rất hấp dẫn nhá. Cùi bưởi rất trong. Đấy, rất ngon. Thì bây giờ thì mình đổ nước cốt dừa vào là mình đổ nước cốt dừa vào để mình thưởng thức, rồi mình mời mọi người thưởng thức cùng mình nhé. Đấy, nước cốt dừa mình đổ vào này. Đổ nước cốt dừa vào. Hai bố con đâu rồi? Có ăn chè này.
món gì ngọt phết này này. Đấy, nhà mình nấu cái bưởi thì năm quả nay ra non, năm quả nóng rồi này thì nấu bát chè bưởi ăn. Đây, hai bố con ăn thử nhá, hai bố con ăn thử nhá. Đây, cái này trên chốc này nó là nước cốt dừa. Đây, nước cốt dừa. Ngon, sâu xanh này đấy. Đấy, hai bố con ăn thử xem sao nhá. Ăn thử xem nào, ngon không? Ăn nó thơm thơm ngậy ngậy của nước cốt dừa. Nó cối bưởi ăn rất giòn. Nhà mình làm lấy mình ăn nên là không có lá dứ, vị vani, không thích cho vani. Vani nó cũng có chất cả, không thích cho. Mình ăn này nó chết, làm nó là chết. Để em này. Cối bưởi ăn giòn. Dương ăn cối bưởi đi. Dương ăn chè bưởi với bà nhá. Là bà nấu chè bưởi em ăn nhá. Nào bà đút em miếng nhá. Nào. Ăn thử tí nào. Ừ, bà đút con miếng nào. Úi giời, ngon quá. Úi dạ, ngon quá. Ăn ngon thì mai bà lại nấu tiếp con ạ. À.